Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý quan khách và chư quý đồng đạo, chương trình thuyết giảng giáo lý hôm nay căn cứ luật tín ngưỡng tôn giáo có hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảng đạo, truyền đạo tại nơi cơ sở làm việc Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, xã An Hảo. Căn cứ Hiến chương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, chương trình đạo sự của Ban trị sự Trung ương được sự thống nhất của chính quyền địa phương và Ủy ban Nhân dân thị xã Tịnh Biên cho phép Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, xã An Hảo tổ chức thuyết giảng giáo lý theo nhu cầu tín ngưỡng của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo để hiểu biết, tu hành đúng theo tôn chỉ giáo lý, giới luật và pháp luật nhà nước. Được sự phân công giáo lý viên của Ban Phổ truyền Giáo lý Trung ương, hôm nay chúng ta long trọng tổ chức buổi thuyết giảng giáo lý do giáo lý viên Nguyễn Thị Nga đảm trách đề tài luận về vô thường. Đó là lý do buổi thuyết giảng giáo lý hôm nay đề nghị hoan nghênh chung. Tiếp theo chương trình là đến phần giới thiệu thành phần tham dự. Thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cô Nguyễn Thị Nga là giáo lý viên Ban Phổ truyền Giáo lý Trung ương.
Và chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Cừ là Phó trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, xã An Hảo. Và chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Huỳnh Trọng Tính là Phó ban tổ chức chương trình, cũng là đại diện cho các mạnh thường quân. Và chúng tôi xin trân trọng giới thiệu quý vị quan khách, ông bà, cô bác, anh chị em đồng đạo gần xa đến tham dự buổi thuyết giảng giáo lý hôm nay, đề nghị hoan nghênh chung. Tiếp theo chương trình là đến phần nghi thức tôn giáo khai mạc. Vậy chúng tôi xin trân trọng kính mời tất cả quý đồng đạo hãy đứng lên hướng về lễ đài để làm lễ nghi thức tôn giáo khai mạc. Và một phút trang nghiêm kính lễ Đức Phật, kính thôi, kính lễ Đức Thầy, kính thôi. Dạ thưa xong, mời quý vị an tọa tại chỗ để chuẩn bị vào chương trình thuyết giảng. Tiếp theo chương trình là đến phần đọc diễn văn khai mạc. Vậy chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Cừ là Phó trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, xã An Hảo lên đọc diễn văn khai mạc. Xin trân trọng kính mời ông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị đại diện các cấp chính quyền địa phương, kính thưa quý vị quan khách và đồng đạo kính mến, kính thưa quý vị, giáo lý Phật giáo Hòa Hảo là một nền giáo lý nhà Phật, lấy vô vi chân truyền của Phật Tổ làm nòng cốt. Đức Quỳnh Giáo Chủ đã dung hòa nhuần nhuyễn tinh hoa tam giáo và tư tưởng của riêng Ngài để hình thành một giáo thuyết mới vừa phù hợp với nếp sống dân tộc. Từ ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão năm 1939, Đức Thầy đã sử dụng sấm thi như một pháp bảo nhiệm màu, khơi nguồn tư tưởng hòa hảo quyện nhập vào lòng dân tộc, và Ngài đã thành công trong quá trình thuyết pháp độ sanh để pháp luân thường chuyển, và đã phổ truyền rộng rãi một lý tưởng vị nhân sinh, một nếp sống nhân hòa, thiện hảo và đoàn kết cho hàng triệu nhân sinh, nhất là khu vực miền Nam lục tỉnh lúc bấy giờ. Đức Huỳnh Giáo Chủ đã lấy chữ hòa mở đường cho bi trí dũng để cứu khổ sanh linh, hướng tới môi trường an lạc. Ở đó, khắp thế giới liên dây hòa hảo, cả nhân loại sẽ cùng nhau bốn biển hợp một nhà, không ganh ghét dứt câu thù hận oán. Hơn nửa thế kỷ xiển dương chánh pháp, Phật giáo Hòa Hảo đã phổ truyền giáo pháp học Phật tu nhân với hàng triệu nhân sanh, giữ gìn giáo lý chân truyền, góp phần cùng nhân dân cả nước nêu cao truyền thống yêu nước, phát huy giá trị đạo đức và tinh hoa văn hóa dân tộc. Giáo pháp học Phật tu nhân chủ yếu lấy việc báo đáp tứ ân làm căn bản tu hành, đem lại lợi ích cho quần sanh và xã hội, đồng hành cùng dân tộc đã dần dần và được thực sự trở thành nhu cầu tất yếu, khách quan của quá trình dung hòa đạo đời, luôn gắn bó với cuộc sống đời thường của mỗi tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trong tổng hòa các quan hệ xã hội, tư tưởng đạo đức, lối sống. Do đó, người tín đồ chân tu tâm đạo của người cư sĩ tại gia. Thế nên, việc truyền bá giáo lý Phật giáo Hòa Hảo là hết sức cần thiết. Chính vì lẽ đó, được sự chấp thuận của Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo và sự cho phép của chính quyền địa phương, hôm nay, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã An Hảo hân hoan được tổ chức buổi lễ thuyết giảng giáo lý do giáo lý viên Nguyễn Thị Nga đảm trách đề tài. Qua lời dạy của Đức Thầy trong sấm giảng giáo lý, ước mong nguồn xuất pháp của Đức Huỳnh Giáo Chủ sẽ thấm nhuần vào tâm hồn của chư đồng đạo, để mọi người nhận ra bổn phận của mình phải làm gì trong kiếp sống và những bước trên đường tu hành giải thoát cho linh hồn. Kính chúc quý vị đại diện các cấp chính quyền địa phương và quý quan khách dồi dào sức khỏe, thành đạt trong cuộc sống. Chúc quý vị đồng đạo thân tâm thường an lạc, đạo quả viên dung,
Đến đây, chúng tôi xin tuyên bố khai mạc buổi lễ thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo lần thứ 605 theo dấu chân thầy lần thứ 135 tại địa điểm Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, xã An Hảo. Xin trân trọng kính chào. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và xin thành thật cảm ơn ông Nguyễn Văn Cừ đã đọc lại bài diễn văn khai mạc. Và để tiếp theo chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Quỳnh Văn Đực là giáo lý viên Ban phổ truyền giáo lý Trung ương lên đọc lại bài lời khuyên bổn đạo. Xin trân trọng kính mời ông. Nam mô A Di Đà Phật. Lời khuyên bổn đạo: khi đã coi giảng thì phải tự xét mình và sửa sang những thói hư tật xấu mình lầm lỗi thì rứt bỏ và giữ những điều răn cấm sau đây. Điều thứ nhất, ta chẳng nên uống rượu, cờ bạc, á phiện, chơi bời theo đàn điếm và phải giữ cho tròn luân lý tam can ngũ thường. Điều thứ nhì, ta chẳng nên lười biếng, phải cần kiệm sốt sắng lo làm ăn và lo tu hiền chân chất, chẳng nên gây gỗ lẫn nhau, hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Điều thứ ba, ta chẳng nên ăn xài chân dọn cho thái quá và lợi dụng tiền tài mà đành quên nhân nghĩa và đạo lý, đừng ích kỷ và su phụng kẻ giàu sang, phụ người nghèo khó. Điều thứ tư, ta chẳng nên kêu trời Phật thần thánh mà sai hay hoặc nguyền rủa vì thần thánh không can phạm đến ta. Điều thứ năm, ta chẳng nên ăn thịt trâu, chó, bò và không nên sát sanh hại vật mà cúng thần thánh nào, vì thần thánh không bao giờ dùng hối lộ mà tha tội cho ta. Vì nếu ta làm tội sẽ hưởng tội, còn những hạng ăn đồ cúng kiến mà làm hết bệnh là tà thần. Nếu ta cúng kiến mãi thì ăn quen sẽ nhiễu hại ta. Điều thứ sáu, ta không nên đốt giấy tiền vàng bạc, giấy quần áo mà tốn tiền vô lý. Vì cõi diêm vương không bao giờ ăn hối lộ của ta mà cũng không xài được nữa. Phải để tiền lãng phí ấy mà trợ cứu cho những người lỡ đường, đói rách tàn tật. Điều thứ bảy, đứng trước mọi việc chi về sự đời hay đạo đức, ta phải suy xét cho minh lý rồi sẽ phán đoán việc ấy. Điều thứ tám, tóm tắt, ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai giữ đặng trọn lành trọn sáng về nơi cõi Tây Phương an dưỡng mà học đạo cho hoàn toàn, đặng trở lại cứu vớt chúng sanh, tất cả thiện nam tín nữ trong tôn giáo nhà Phật, lúc rảnh việc nên thường coi kệ giảng mà giữ gìn phong hóa nước nhà, giữ những tục lệ chân chính, bỏ tất cả những sự dị đoan mê tín thái quá mà làm cho đạo đức suy đồi. Đạo pháp thường hãy dung giới hòa, xét người cho tồn, xét thân ta. Nếu người rõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Nam mô A Di Đà Phật. Và xin thành thật cảm ơn ông Quỳnh Văn Đực đã đọc lại bài lời khuyên bổn đạo. Và để tiếp theo chương trình đến phần đọc một đoạn sấm giảng thi văn giáo lý của Đức Thầy, thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Quỳnh Văn Hậu và Trần Thị Thu Vân diễn âm lại một đoạn sấm giảng thi văn giáo lý của Đức Thầy để bắt nhịp cầu giao cảm cho giáo lý viên. Vậy xin trân trọng kính mời hai vị đọc giảng viên. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính Phật, cung kính Pháp, cung kính Tăng. Tam quy ngũ giới lòng hằng vịnh theo. Chúc ông thọn nhã dừng lèo qua bờ giác ngàn xa.
sớm treo gương màu. Nơi cõi tạm sông sầu bể khổ, làng ngựa xe cam dỗ tao nhân, gây ra lắm nợ phong trần, lưng hồi sáo nẻo khôn lần bước ra. Dài tính ngộ ấy hà quyết dứt, đèn đạo tâm sáng rực soi đường, cầu tu cho đạt ngũ hương, quê gương trí huệ ma dương hải hùng. Làm cho chúng phục tùng chân lý trong xác thân, dám thị lục đừng cho chúng tính lăng hoàng, ngoài thì chấp thu mà ngân lột trần. Nam mô A Di Đà Phật. Và xin thành thật cảm ơn hai giọng đọc giảng viên đã diễn ngâm lại một đoạn sấm giảng thi văn giáo lý của Đức Thầy. Và để tiếp theo chương trình đến phần thuyết giảng giáo lý, vậy chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời cô Nguyễn Thị Nga, là giáo lý viên Ban Phổ truyền Giáo lý Trung ương, lên đảm trách đề tài. Xin trân trọng kính mời cô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ phép kính chào hầu hết quý vị hiện diện kính mến. Kính thưa các cấp chính quyền địa phương của xã An Hảo, kính thưa các vị là trị sự viên, thành viên trong ban trị sự xã An Hảo, kính thưa quý vị là đồng nghiệp, là giáo lý viên có mặt hôm nay, cũng như quý vị là trưởng phái đoàn, nãy nghe giới thiệu trên dưới thì khoảng 8 đoàn các nơi trở về đây, thì và cùng với tất cả cô bác anh chị em đồng đạo hiện diện kính mến. Kính thưa quý vị, được sự phân công của Ban Phổ truyền Giáo lý Trung ương, chúng tôi đến đây gặp gỡ trao đổi với quý vị qua chuyên đề luận về vô thường. Vậy lời nói đầu tiên cho tôi kính đến quý vị lời thăm hỏi sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Thưa quý vị, hồi nãy ngồi bên đại tính nó nói bữa nay mở hàng đầu năm mà thấy đông cũng mừng, mong rằng đầu xuôi rồi đuôi nó sẽ lọt, nghĩa là suốt một năm này quý vị trưởng phái đoàn sẽ dẫn đoàn đến đây điều điều để cái chương trình thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo được gửi gắm đến tất cả mọi người là tín đồ của Đức Thầy. Thưa quý vị, thì được biết cái chương trình này đã diễn tiến hơn 12 năm rồi. Và được biết những người mà ngồi ở cái hàng trước này quý vị, thì hiện nay chỉ còn có mình cô Phấn là người mà đã đồng hành với cái chương trình này suốt một cái thời gian dài hơn 10 năm. Thì tôi đề nghị quý vị cho một tràng pháo tay đi ạ. Rất mừng cô lớn tuổi mà còn có được một cái sức khỏe tốt như vậy. Và nhìn trong hội trường đúng quý vị, thì những gương mặt thân thương, đầy nhân ái. Thì tôi tin tưởng rằng Đức Thầy kính yêu của chúng ta, dù ở cái cảnh giới nào, nhìn về đây có lẽ là Đức Thầy cũng rất là vui. Hôm nay tôi sẽ nói với quý vị qua cái chuyên đề luận về vô thường. Mà
trong tất cả chúng ta ai cũng cảm nhận được ít nhiều về vô thường, phải không quý vị? Thì cái mà tôi trao đổi với quý vị là những gì mà tôi tâm đắc nhất, tôi đem ra tôi nói với quý vị. Chứ còn cái vô thường hiện nay á, thì nó quá thế nhiều, phải không? Ai cũng biết thôi, cái vô thường là nó không còn kể nổi. Vì vậy cho nên á, để đi vào chuyên đề, thì thưa với quý vị, chúng ta là chúng sanh thì ít nhiều đều có tham vọng. Vì tham vọng mới bám biếu vào mọi sự vật mà ta đã tạo ra. Chỉ buông tay là khi nào chúng ta trút hơi thở cuối cùng, chứ còn một chút hơi sức chúng ta cũng muốn nắm giữ nó một cách tuyệt vọng, phải không? Vì gìn giữ mới cảm nhận biết bao nhiêu là đau khổ, là thất vọng ê chề. Bởi vì mọi sự vật luôn biến chuyển đổi thay, như những cánh lục bình trôi mãi miết, hay những đám mây lơ lửng giữa hư không. Thì nói theo danh từ nhà Phật, sự biến chuyển đổi thay ấy gọi là vô thường. Mà hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu qua một đoạn giảng Đức Thầy đã từng cho biết là họ không chịu hiểu rằng ngoài kiếp phù du của trần thế còn có cái gì không di, không dịch, vĩnh viễn trường tồn. Thưa quý vị, để đi vào nội dung của chuyên đề này, chúng ta tìm hiểu qua 6 tiết mục. Thứ nhất, vô thường là gì? Thứ hai, thân vô thường. Thứ ba, tâm vô thường. Thứ tư, hoàn cảnh vô thường. Thứ năm, lợi ích khi biết được vô thường. Thứ sáu, quan niệm về vô thường. Và sau cùng là kết luận. Thì để trở lại cái tiết mục đầu tiên, vô thường là gì? Vô là không, thường là còn. Vô thường là không có thường, là không ở yên một trạng thái nhất định. Chúng ta thử nhìn xem, thử quán xét mọi thứ trên cõi đời này, chúng luôn thay hình đổi dạng, luôn luôn biến đổi theo quy luật thành trụ hoại diệt mà chính Đức Phật đã khám phá ra. Và Ngài đã hiểu rõ cái quy luật thành trụ hoại diệt ấy đối với con người là sanh, lão, bệnh, tử. Thế nên trong Kinh Kim Cang, Đức Phật đã từng dạy Ngài Tu Bồ Đề: nhất thiết hữu di pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán. Có nghĩa là tất cả pháp hữu di như mộng huyễn bọt bóng, như sương rơi điện chớp, luôn quán tưởng như thế. Còn Đức Tôn Sư kính yêu của chúng ta thì Ngài dạy: trên dương thế hữu hình tất hoại, có sanh ra khổ hải đâu chừa. Còn phù du là những loại côn trùng nhỏ nhặt như ruồi, muỗi, bồ hông, thường bay trên mặt nước, tối lại thấy ánh sáng của đèn thì bay quanh theo, rồi bị lửa thiêu chết. Ý nói kiếp sống của con người là ngắn ngủi, dù có tham luyến vật chất cũng chẳng hưởng được bền lông mà phải chết vì nó. Cho nên điều này Đức Ân Sư kính yêu của chúng ta, Ngài đã từng bảo: con phù du hận hờ nào biết, thấy bóng đèn thì quyết chung vô, thảm thương thai chết héo chết khô, nhìn đèn nọ thấy mồ phù du, kệ viên trần đã mãn mùa thu, đeo danh lợi như con vật ấy. Thưa quý vị, còn không di không dịch là chỉ cái gì còn hoài, không có mất. Điều này Đức Ân Sư kính yêu của chúng ta, Ngài đã khẳng định: niết bàn tịch tịnh là đường vô sanh. Qua những từ ngữ trên cho ta thấy đời là vô thường. Mà chúng ta muốn biết cái thân của mình có vô thường hay không, mời quý vị đi vào tiết mục thứ hai. Thân vô thường, thân người là không thường còn. Đây là điều thực tế mà từ ngàn xưa cho đến nay có mấy ai mà sống tồn tại, hiện diện mãi trên cõi đời này. Có chăng là chỉ như ông Bành Tổ, là thế gian hy hữu. Ông Bành Tổ sanh thời Vua Nghiêu, tục truyền ông sống trên 800 tuổi. Ngoài ra các vị vua chúa ngày xưa có quyền lực vô cùng, như vua Tần Thủy Hoàng,
vì muốn tìm thuốc trường sanh mà đã làm hại chết biết bao nhiêu mạng người, mà nào có đạt được kết quả bao giờ. Hơn nữa, ngày nay khoa học đã chứng minh cơ thể của con người được cấu tạo từ những tế bào. Chúng luôn hình thành, phát triển, rồi già chết theo quy luật. Điều này Đức Ân Sư kính yêu của chúng ta Ngài cũng đã từng bảo. Nào hai thân vô thường tạm mượn, do tứ đại hiệp thành, cột phú quý tựa đám phù dân, cái sắc nước hương trời của các trò, có khác chi cành hoa sớm nở chiều tàn, không chi bền chắc. Còn tội chướng thì linh hồn phải chịu luân chuyển báo đền. Thưa quý vị, thì cái sắc nước hương trời, ai hồi xưng sắc còn trẻ thì cũng rất là đẹp, phải không? Là những hoa khôi, hoa hậu của trong làng. Rồi là những người rất là xinh lịch. Nhưng qua 60 năm một cuộc đời thì bắt đầu xuống cấp rồi quý vị. 60 tuổi trở xuống, trở lên, trở xuống thì khỏe mạnh, thì rất là xinh đẹp. Nhưng 60 tuổi trở lên thì sao quý vị? Bắt đầu đi đâu cái na thuốc theo. Mà ta thấy xách ra một cái cặp, tưởng đâu là tiền bạc. Nhưng mà người ta nói sao nè? Dai mang túi xách kè kè, tưởng đâu tiền bạc ai dè thuốc không? Có không cái gì? Đức Thầy đã cho biết là sanh, lão, rồi mình bây giờ cái giai đoạn của mình là gì quý vị? Bệnh, bệnh phải không? Rồi còn cái gì nữa? Tử. Thì cái thân tứ đại này nó nhờ đất nước gió lửa hiệp thành, cho nên sớm hay muộn gì rồi nó cũng sẽ tan rã. Mình phải quán cái vô thường nó như vậy để mình sớm thức tỉnh tu hành. Thì ở đây thì tất cả quý cô, quý chị đều có ý thức được là cái thân vô thường rồi, cho nên sớm giác ngộ tu hành. Biết được cái thân này vô thường rồi, cho nên chúng ta sớm tỉnh ngộ tu hành để tìm đến cái nơi an vui cực lạc mà Đức Thầy đã cho biết. Nếu gặp khổ thì mau mau tránh khổ, ráng tầm vào đến chỗ an cư, học câu hỷ xả đại từ, noi gương nghĩa sĩ, dạ tư chớ gần. Thì cái thân người mình á, nó vô thường dữ lắm quý vị. Nó vô thường đến đổi mà hồi xưa đó, có bốn anh em nhà thì Phạm Chí tu hành đắc được ngũ thông rồi đó quý vị. Biết được là ngày mai này là chúng ta bốn anh em sẽ chết. Thì bốn anh em mới bàn với nhau như thế này nè. Mình đã tu hành chứng được ngũ thông rồi, mà để vô thường tới nó bắt thì rất là oan uổng. Vì vậy cho nên cái ông anh thứ nhất ông nói, tôi sẽ đi lên núi, chẻ núi ra, chui vô chổng để mà coi tử thần biết tôi ở đâu không mà bắt. Còn một của ông thứ hai ông nói, tôi sẽ lặn xuống biển, trên thì không có chòi lên trên mà dưới không có đụng với đáy biển, tôi ở giữa chừng vậy đó, coi coi quỷ vô thường biết tôi ở đâu mà bắt. Còn một người nữa thì nói, tôi sẽ tàn hình vô giữa hư không để coi quỷ vô thường biết tôi ở đâu mà bắt. Còn cái ông kia thứ tư ông nói, tôi sẽ đi vào cái chỗ nào đông thiệt là đông, ví dụ như ở cái hội trường mình đi, tôi ngồi ở trọng á, rồi coi coi quỷ vô thường biết tôi ở đâu mà bắt. Nhưng mà khi tới số rồi đó quý vị, gần sao quý vị, tất cả bốn anh em đều phải chết. Cho nên á, người ta nói không, cho dù vào núi đá hay đi vào biển cả, hoặc ở giữa hư không, hoặc ở chốn chợ đông, nếu tử thần đã đến, có tránh được hay không? Thì thưa quý vị, điều này Đức Thầy cũng đã từng khẳng định. Dầu ẩn nơi cùng cốc thâm sơn, chẳng chống lánh tử thần cho khỏi. Vì vậy cho nên biết thân vô thường rồi, chúng ta ráng niệm Phật nhiều quý vị. Cái chương trình niệm Phật rất là hay. Và thì thân người là vô thường như vậy, còn cái tâm mình nó có vô thường hay không? Mời quý vị đi vào tiết mục thứ ba, tâm vô thường. Thưa quý vị, nói về cái thân vô thường đó, thì mình còn có thời gian
năm ba phút hay là một tiếng hai tiếng nó mới thay đổi. Còn nói về cái tâm mình đó thì nó nhanh lẹ lắm rồi nha. Nhất là cái lúc mà mình ngồi niệm Phật á, thì bình thường nói bình thường sao tôi không thấy cái tâm tôi nó vọng động, không thấy cái tâm tôi nó thay đổi. Mà Đức Phật trong kinh đã bảo tâm duyên ý mã, tâm người như vượng chiền cây, như ngựa dung rỗi nơi này nơi kia. Thưa quý vị, thì nói về cái tâm đó, nó rất là nhạy cảm, nó rất là chạy theo cảnh. Nhất là trong cái thời gian mà mình ngồi niệm Phật đó, cái tâm mình bắt đầu mình để cho nó lắng lặng, nó lắng động đặng chúng ta tập trung để cho nó được an lạc. Mà có khi nó không có ngồi yên cho mình được 10 phút thôi quý vị, nó không có yên. Nó cứ lao chao, nó chạy tới chạy lui, nó suy nghĩ việc này, suy nghĩ việc nọ. Và nếu mà ngồi niệm Phật mà chúng ta không có tập trung, không có nhìn xuống đó, ngó qua ngó lại thì thấy cái chuyện gì cũng thấy hết trơn, và là bắt đầu nó chạy theo rồi nghe. Vì vậy cho nên khi nói về cái tâm đó, bên nhà Phật người ta có một cái miếng bản đồ 10 pháp giới đó quý vị. Ở trong đó có một cái bài thơ tôi cũng rất là tâm đắc, viết bằng chữ Nho, cho nên đó người ta dịch lại thành cái tiếng một bài thơ 4 câu là: ba điểm tựa sao sáng, hoành câu tợ chân tà, đọa xa hay thành Phật, cũng tâm ấy mà ra. Thì nói về cái tâm đó, người ta diễn tả cái tâm mình rất là quan trọng. Được lên thiên đàng hay xa địa ngục đều do cái tâm mình. Điều này Đức Thầy cũng đã từng bảo: nhắm mắt cũng nắm hai tay, đâu đem tiền của đem dài hầu non, chỉ có tội phước hỡi còn, đến nơi thẩm phán cửa son diêm đài. Phước nhiều tiên cảnh lên dài, tội nhiều xa đỏ nhiều ngày thảm thê. Hay là: địa ngục cũng tại tâm làm quấy, về thiên đàng tâm ấy tạo ra, cái chữ tâm mà quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Thưa quý vị, nếu chúng ta có đọc qua Thi Văn Giáo Lý Phật Giáo Hòa Hảo, chúng ta sẽ thấy Đức Thầy phân tích về tâm một cách hết sức là cặn kẽ. Như là: mã song phi diễn vọng tâm hồn, hành thế lữ đêm dài cạn tỏ. Và tâm còn được Đức Thầy diễn tả trong một chánh niệm: còn cũng tưởng, mất cũng tưởng, có cũng tưởng, không cũng tưởng, thành cũng tưởng, bại cũng tưởng, thương cũng tưởng, ghét cũng tưởng. Thất tình lục dục nó bắt buộc con người phải phí biết bao nhiêu tâm cơ, bao nhiêu trí não phụng sự nó. Danh lợi cảm tình quy quyền phú quý được hàng ngày ghi nhớ. Vì vậy cho nên á, mình ghi nhớ còn cũng tưởng, mắt cũng tưởng, có cũng tưởng, không cũng tưởng. Mà cái vụ á, còn cũng tưởng á, thì cũng còn đỡ đỡ quý vị. Mà không cũng tưởng đó, nó chưa có mà mình cũng tưởng tới nữa. Rồi á, thương cũng tưởng, ghét cũng tưởng. Ngày xưa người ta bảo là thương nhau á thì thương cả đàn đi, còn ghét nhau sao quý vị? Ghét cả tông chi họ hàng. Hàng ơi, ghét gì dữ vậy không biết, ghét gì mà tới cả tông chi họ hàng. Hay là thương nhau thì cụ ấu cũng tròn, còn ghét nhau thì bồ hòn cũng méo, phải không? Cái trái bồ hòn thì nó rất là tròn, nhưng mà ghét rồi cho nên nó nhìn nó cũng méo nữa. Giống như một con người ta rất là lương thiện mà mình có cái điểm nghi ngờ gì cái người này xấu đó, người này không có tốt đó, thì mình lại thấy cái người đó không có tốt. Trời ơi, thấy cái tướng đi nó cũng có tướng yên trộm nữa, nó ghét trong bụng rồi, cho nên nó thấy người ta đi cũng ghét nữa, là ghét cả đàn đi đó quý vị. Còn thương á thì kiếm cách bào chữa, thiêu thùa cái việc tốt, còn che đậy cái sự xấu. Vì vậy cho nên á, mình phải mãi mãi lăn lộn trong sáu đường,
không thoát khỏi dòng sanh tử. Mà điều này Đức Thầy đã dạy nè. Để thoát chỗ luân hồi, bỏ cuộc đời lầm than quạng quạ, phải ráng tưởng niệm phương pháp hành đạo. Nó bây giờ ở đây mình mới nói tới cái chỗ phương pháp hành đạo này nha. Ở đây cái hội trường của mình á, là niệm Phật hàng tháng. Thì nói sao ở nhà niệm Phật không được, sao lại ở đây ngồi cho đông niệm vậy? Dạ thưa, cái môi trường là một cái yếu tố, là cái chất kích thích để cho mình có đủ nghị lực. Ở nhà ngồi 10 phút, 15 phút mỏi rồi, lại đây ngồi 30 phút mà thấy đông đảo, mọi người còn ngồi yên lặng, quý vị cũng thấy vui, cũng an lạc, cũng ngồi được thêm. Còn ở nhà thì nói niệm 15 phút, nói thôi để tao nằm tao niệm cũng được mà, phải không cô? Cô bác. Vì vậy cho nên á, cái môi trường mà niệm Phật thì chúng ta tập trung vô để mình nương với nhau. Người ta nói ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Vì vậy cho nên khi mà mình tập trung với nhau, mình bỏ thời gian ra, mình đến đây để mình bồi dưỡng, mình đến đây để mình cùng tu tập, mà cái tâm của mình á, nó rất là lăng xăng, nó rất là lộn xộn, nó rất là vọng tâm, nó không có ngưng nghỉ một phút nào hết. Vì vậy cho nên á, chúng ta thấy Đức Thầy cho chúng ta một cái phương pháp hết sức là tuyệt vời quý vị. Đức Thầy dạy còn phương pháp niệm Phật là để diệt cái vọng niệm của chúng sanh, vì trong tâm chúng sanh niệm niệm mê làm chẳng nhất. Vì vọng niệm về diệt thế trần mà không cho cõi lòng an lạc, phiền não ngăn che chân tâm mờ ám. Nên ai hãy thành tâm niệm một niệm Phật thì lìa được một niệm chúng sanh, mà niệm niệm Phật ắt lìa được niệm niệm chúng sanh, cho đến khi nhất tâm bất loạn, chừng ấy vọng niệm chúng sanh đã dứt thì lòng ham muốn và tình dục còn đâu mà nảy sanh ra được. Và niệm Phật, Đức Thầy dạy cần niệm cái bản lai thanh tịnh của Phật, cho lòng mình nương theo đó mà chẳng còn trược nhiễm trần ai. Thưa quý vị, nói tới cái chỗ mà niệm cái bản lai thanh tịnh của Phật đó nghe, thì cái hành giả mà niệm Phật mình phải gán nha, gán cái chỗ này nè. Quý vị không biết niệm Phật thường á, tôi không biết là có được nhập vào cái bản lai thanh tịnh của Phật chưa, chứ tôi sao tôi thấy cái chỗ này khó quá à. Có khó không quý vị? Khó quá. Nhưng mà khó không có nghĩa là mình không làm được, mình cũng cố gắng. Bởi vì Phật là Phật đã thành, còn chúng ta là Phật sẽ thành. Vì vậy cho nên có khó thì chúng ta mới cố gắng, có khó chúng ta mới làm nên Phật thánh. Chứ còn dễ thì ông Phật ông không có giá trị, phải không quý vị? Dễ thì ai cũng làm Phật được hết rồi. Cả cái hội trường mình mấy trăm người này niệm Phật được, nghe nói trong kinh cái câu nguyện số 18, 19 đó quý vị, niệm từ một niệm tới 10 niệm mà nhất tâm bất loạn thì được về cảnh giới cực lạc. Phải vậy không quý vị? Dạ. Mà nghe nói có một niệm tới 10 niệm quá dễ dàng vậy, mình không có tu, mình đợi gần chết mình niệm một niệm tới 10 niệm nhất tâm bất loạn thì được về Tây Phương cực lạc, quá dễ. Có dễ không? Dạ không đâu. Thưa quý vị, bản thân của chúng tôi là phải nói là độc thân, không có gia đình, gia viên, điền sự gì. Nhưng mà khi mà đi tới cái chỗ này đó quý vị, rất là khó. Rất là khó nhất tâm. Nhất là cái chỗ mà tôi có một lần tôi bị sốt, rồi sốt lên là ói. Mà mỗi lần ói á, mà muốn niệm Phật quý vị biết không? Niệm từ tiếng giống như mình ăn mà nó đã đầy cái bao tử, nó đầy tới cuống họng rồi, mình muốn ăn nữa, một chút nữa thôi, nó cũng không vô. Mà niệm Phật lúc đó quý vị biết mình mỗi lần ói là sắp tắt thở tới nơi vậy đó. Mà niệm Phật Nam, mà cố gắng niệm một tiếng Nam là hết sức là cố gắng mới niệm được Mô A Di Đà Phật. Còn bây giờ mình ngồi mình niệm vậy nè, thèn ô nó ngon,
niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật rất là dễ, rất là an lạc và rất là dễ niệm. Nhưng mà khi cái lúc mà gần chết đó quý vị, không dễ niệm 10 niệm đâu. Nếu chúng ta mà không có quân tập hàng ngày, chúng ta không có rèn luyện cho cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật nó đi vào tim của mình, nó ở trong lòng của mình, mà tới cái lúc đau đớn đó nha, tôi cái người thầy thuốc qua chích thuốc cho tôi, cái tôi nói anh hai ơi, hôm qua tính đi mà không có nhất tâm niệm Phật được. Anh nói trời, mấy chị ở cốc mà vậy còn tụi tôi sao? Tôi nói bởi vì Đức Phật mới nói từ một niệm tới 10 niệm mà nhất tâm bất loạn nghe quý vị. Nhớ cái câu quá sao là nhất tâm bất loạn mới được về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà tôi thấy Đức Thầy dạy chúng ta ít nhất là ngày cúng hai thời. Mà sáng mình ngủ suốt một đêm rồi mình thức dậy đó, cái tâm của mình nó an lạc, nó bình tĩnh lắm, nó không có, chưa có bị cái cảnh bên ngoài làm sao động đó. Thì trong cái thời cúng này, tôi tin tưởng quý vị có thể niệm được 10 câu nhất tâm bất loạn. Được không quý vị? Được. Như vậy là mình đã có vé đi về Tây Phương Cực Lạc rồi đó. Mỗi một thời cúng, bây giờ mình lại 24 lại, mà tôi cho 14 lại kia mình không nhất tâm, còn cũng được 10 lại, mình sẽ được nhất tâm. Mình được 10 cái niệm nhất tâm bất loạn thì mình đã có cái mua cái vé về Tây Phương rồi. Mỗi buổi, mỗi ngày mình đều có mua cái vé gửi về, chuẩn bị sẵn để về Tây Phương. Như vậy thì tới cái thời gian mà nếu mà nó vô thường nó tới với mình đó, mà mình không kịp chuẩn bị đi, mình cũng có cái vốn, mình có mua vé như phái đoàn dẫn đi là mua vé sẵn rồi. Cho nên bây giờ hãy tới, xe tới là mình đi, không cần chuẩn bị, không cần gì nữa hết. Còn cái người niệm Phật sáng cúng, chiều cúng, trong từng thời cúng đó, chúng ta ít nhất, tôi nói ít nhất là quý vị cũng được 10 câu nhất tâm bất loạn, phải không? Bây giờ như vậy là mình chắc rồi. Còn bây giờ mình ngồi niệm Phật thì trong 30 phút này thì ít nhất tôi cũng cho được 30 niệm, phải không? 30 niệm nhất tâm bất loạn. Tại vì mình đã niệm cái bản lai thanh tịnh của Phật, mình đã niệm cái niệm mà rất là an lạc. Vì vậy cho nên phải niệm cái bản lai thanh tịnh của Phật, cho lòng mình nương theo đó mà không còn trượt nhiễm trần ai. Rồi sao nói vậy? Cần tu thập thiện thì sự niệm Phật mới có hiệu quả. Tức chỗ này đó nha. Thì ví dụ mà mình nói tôi niệm Phật chỉ cần nhất tâm bất loạn 10 câu thôi là tôi được về Phật, mà không tu thập thiện. Bây giờ thập thiện là gì quý vị? Thân, khẩu, ý. Mà mới niệm Phật buông ra làm sao cái nhớ lại cái bà ở bên hàng xóm á, bà tham cái gì của người ta đó mình thấy rồi, mà mình không có nói, có dịp nói. Bây giờ có gặp bạn đạo đây nè, mới ngồi niệm Phật ở trên xuống dưới xả ra, nói ê bà Tám ở bên nhà tôi đó, bà chặt quả chuối của ông Bảy, cái tâm của mình đó quý vị, còn cũng tưởng, mất cũng tưởng. Vì vậy cho nên á, mình ráng giữ cái tư tưởng mà Đức Thầy dạy là sự đầu tiên của người hành đạo, cốt sữa tư tưởng, tìm cách đánh đổ những tư tưởng xấu xa, đem thay vào những tư tưởng ôn hòa đạo đức. Bởi vì có ôn hòa đạo đức mình mới thấm nhận được cái chân lý của Đức Phật, Đức Thầy dạy, và cái tâm của mình mới tịnh được, nó mới an lạc được, nó mới nhập vào cái bản lai thanh tịnh của Đức Phật được. Chứ còn mà chúng ta còn duyên theo thế sự thường tình đó, thì khó mà đi vào cái bản lai thanh tịnh. Và cái niệm Phật của chúng ta rất là dày công mà không có kết quả thì rất là uổng. Vì vậy cho nên á, qua cái chương trình mà mình tham dự cái khóa niệm Phật rồi chia sẻ với nhau những điều về vô thường này, thì tôi mong rằng quý vị về sẽ cố gắng nhiều hơn
để mà giữ cái tâm mình cho nó được thanh tịnh. Bởi vì Đức Thầy dạy, nếu ai mà biết chữ tu trì, tâm bình tịnh được thì phát huệ. Bởi vì cái tâm mình phải bình tịnh thì mới được phát huệ. Và thưa quý vị, đến tiết mục thứ tư là hoàn cảnh vô thường. Thì người xưa đã từng bảo là vật đổi sao dời, mà ông cha chúng ta đã từng đúc kết qua những câu là biển kia biến đổi ruộng dâu, ruộng dâu sao lại ngập sâu nước nguồn. Có nghĩa là có đôi khi mình thấy đất bằng nhưng rồi nó dậy sóng, rồi có đôi khi mình thấy đồi núi nhưng nó vẫn bị sụp đổ. Vì vậy cho nên cái hoàn cảnh sống thì nó không có thường được, nó rất là vô thường. Thì nói về cái hoàn cảnh thì có rất là nhiều, nhiều cái chuyện mà chúng ta để nói với nhau. Ví dụ như là mình có phước được sống ở cái vùng đồng bằng, mình có phước được quy y với thầy tổ. Vì vậy cho nên thì khi nói về hoàn cảnh thì chúng ta thấy mình là người có phước. Thưa quý vị, yeah.
sống chứ khai hát đưa tôi cho ta một bài học đích đáng hạnh phúc. Vì vậy cho nên những người mà có tài của nhiều như anh như đây thì chúng ta nên giúp đỡ mọi người xung quanh có nhờ làm cho cái cuộc sống chung của xã hội này được có ý nghĩa. Còn ví dụ mà có ba cách gì nữa thì có khi mà tôi sẽ khó khăn rồi mình muốn sống đôi là mình hưởng cái của mình nhưng mà sống không có đủ cho nên rất là đau khổ. Thì trong cuộc sống của chúng ta thấy có
À, thưa quý vị, cũng hơn một tiếng đồng hồ rồi. Thôi tôi kể cho quý vị nghe một mẫu chuyện nữa rồi mình sẽ tóm kết cái đề này để còn nghỉ ngơi. Thì thưa quý vị, thời xưa đó có ông Thường Vô Phần này nè, trên đường Lai Kinh thì ông ghé vô cái quán, ông ghé vô cái quán để mà nhờ chủ quán nấu cho ông một nồi kê. Nồi kê thì giống như cái nồi khoai của mình vậy đó quý vị. Trong khi chờ đợi á, ông mới ngã lưng ở gốc cây, ông nằm mà ngủ. Thì ông nằm ngủ, ông mơ thấy mình về kinh thi đỗ, đạt được vua gả công chúa cho và phong làm thái thú trắng ở cái quận Nam Kha. Và khi mà được hưởng mọi vinh hoa phú quý đó thì giặc kéo tới. Giặc kéo tới cái ông phải ra chiến đấu với giặc mà lại không có thắng thua trận, rồi công chúa bị chết. Lúc này vua mới nghi ngờ, cắt chức đuổi về quê. Thì ông chợt tỉnh là giấc mơ thôi, giấc mơ mà ông còn nằm ở dưới gốc cây què quý vị. Cho nên mới có câu là giấc Nam Kha khéo bất bình, bừng con mắt dậy thấy mình tay không. Thì Đức Thầy cũng khẳng định điều này: bồi hồi chợt tỉnh Nam Kha, đường danh nẻo lợi xem ra ít gì. Thưa quý vị, cái tư tưởng của Đức Thầy xem cái đường danh nẻo lợi không có là cái gì hết. Và còn một mẫu chuyện để mình nhớ với nhau là vô thường á, là một định lực mà không có ai có thể thay đổi được, mà không có một vật gì khi mà đến cái ngày nó hoại rồi đó, dù biết trước đi nữa cũng không có giữ được. Ai cũng biết ông Tràng Trình là một người á, bói toán là rất chính xác, phải không quý vị? Nhưng mà ông có một cái cây quạt, ông có cây quạt ông cầm ở nơi tay, ông đi đâu ông cũng quạt quạt. Nhưng mà ông đoán biết ngày mai này cây quạt này nó sẽ hoại. Ông suy nghĩ hoài, ông nói ủa, cái cây quạt là cái vật cưng của ông cầm trên tay hoài mà làm sao được không mà hoại được. Ngày sau gần tới giờ, ông biết cái giờ đó là nó hoại. Cho nên ông để cây quạt trên bàn, rồi ông ngồi ông nhìn ngay cây quạt, ông coi coi nó hoại cái cách làm sao. Thì thưa quý vị, không biết ở dưới nhà bếp á, có chuyện gì đó, bà mới chạy lên, chạy lên mà nói với ông. Mà ông có quan tâm tới bên ngoài, ông chỉ tập trung vô cái chỗ cây quạt này nè. Thì bà nói rồi bà mới đi xuống. Đi xuống thì một hồi thấy ông không có phản ứng gì hết, ông vẫn còn ngồi y trên cái ghế. Thì bà mới chạy lên. Chạy lên bà nói một lần nữa, bà nói một lần nữa cái ông cũng không có nghe, bởi vì ông đang tập trung đây nè. Cái bắt đầu bà xuống bà chờ một hồi cũng không có thấy ông xuống nữa. Cái lần này bà chạy lên á, bà để ý coi coi ổng đang làm cái gì mà nói ổng không có nhúc nhích, không có để ý, không để tâm nghe gì hết trơn. Lần này bà lên bà nhìn nhìn sao bà thấy ổng đang nhìn cái cây quạt á quý vị. Bà giận quá bà lấy cây quạt bà xé nát hết trơn. Ổng đứng dậy ổng nói có anh vậy mới hoại được chứ sao mà đừng không mà hoại. Thì thưa quý vị, tóm lại, vô thường là một định lực mà tất cả con người ai cũng phải chung chịu. Mà Đức Thầy đã cho biết là hết người này rồi đến người khác rồi đến người khác nữa, nghĩa là tất cả nhân loại không thiếu sót một ai. Thế mà họ vẫn cuốn cuồng tâm trí theo bả lợi danh mùi phú quý, đi theo những vật tiểu ti eo hẹp. Họ không chịu hiểu rằng ngoài kiếp phù du của trần thế còn có cái gì không di không dịch, vĩnh viễn trường tồn. Vì vậy cho nên khi chúng ta biết được vô thường rồi, chúng ta phải ráng giữ chánh định. Sự mầu nhiệm của chánh định như mặt trời xóa toan đi những sự tối tăm mê si của mình, và nó cũng là một phương thuốc mầu nhiệm để cho chúng ta trị cái bệnh tha mái, nghiền nhiễm.
Bởi vì thầy dạy hố sâu tình dục lại ghiền, ghiền cho đến lúc chúng khiêng quan tài, ghiền mà tới lúc mà chúng khiêng quan tài, nhắm mắt cũng nắm hai tay, đâu đem tiền của, đem rài hầu non. Hay là Đức Thầy cho biết, chớ nhiễm trần hoàng, đượm phấn son, chim bao cuộc thế chẳng thường còn, chi bằng nhớ lại câu hồng thể, tỉnh ngộ nghe Thầy dạy hỡi con. Thì thưa quý vị, khi mình biết được vô thường rồi, chúng ta có được một cái phương thuốc màu nhiệm để cho chúng ta chữa trị cái bệnh tham ái. Bởi vì tất cả chúng sanh thì thường là tham ái, cho nên chúng ta mới trôi lăn trong sáu dòng sanh tử. Vì vậy cho nên chuyên đề luận về vô thường, tôi muốn gửi gắm quý vị là hãy nhớ vô thường sẽ đến với mình từng phút từng giây. Vì vậy cho nên mình phải ráng nhớ niệm Phật, đi đứng niệm Di Đà, nằm ngồi trì luật tự, thức cũng tưởng A Di, ngủ cũng ghi sáu chữ. Bởi vì á, người ta nói thương mấy người đời không vẫn không, ruộng vườn nhà cửa khó rồi không, vợ con cha mẹ lâu rồi chết, danh lợi già sang rốt cuộc không, trăm khéo trăm khôn toàn giả tạm, ngàn mưu ngàn kế cũng quần không, suốt ngày lo lắng gầy cơ nghiệp, nhắm mắt hai tay cũng phủi không. Thưa quý vị, vì thế cho nên để tìm nơi đến nơi an lạc thì Đức Thầy cho biết là sớm về cõi Phật an thân, kẻo kiếp phong trần dài gió dạng xương. Thưa quý vị, đề tài luận về vô thường tôi đến đây xin khép lại. Và trước khi rời khỏi diễn đàn này, tôi không quên đốt nén hương lòng, nguyện cầu với Hồng Ân Tam Bảo, Hoa Linh Đức Phật Đức Thầy gia trì hộ độ cho tất cả quý vị, từ ban tổ chức, ban trị sự cũng như các phái đoàn trở về đây được dạng sự lành và tinh tấn tu hành. Nhất là nhớ vô thường nó sẽ đến với mình bất cứ lúc nào. Vì vậy cho nên hãy cố gắng niệm Phật thật nhiều để sớm về cõi Phật an thân, kẻo kiếp phong trần dài gió dạng xương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và xin thành thật cảm ơn giáo lý viên đã trao đổi một buổi pháp thoại vô cùng bổ ích. Kính thưa quý quan khách và chư quý đồng đạo, sau hơn một giờ của buổi thuyết giảng giáo lý của Đức Huỳnh giáo chủ, chúng ta đã được nghe giáo lý viên ban phổ truyền giáo lý trung ương thuyết giảng, giúp cho chúng ta hiểu rõ lời dạy cao siêu và thực tế, mang đến cái phước lợi cho mình, cho nhân loại chúng sanh, đúng hiến chương và định hướng hoạt động đạo sự của ban trị sự trung ương là vì đạo pháp, vì dân tộc. Ban tổ chức cũng xin chân thành cảm ơn quý vị đại diện các cấp chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho buổi thuyết giảng giáo lý hôm nay được thành công tốt đẹp. Và ban tổ chức cũng xin chân thành cảm ơn quý vị quan khách và các đặc ban trong ban tổ chức buổi thuyết giảng giáo lý và đồng đạo đến dự buổi thuyết giảng giáo lý hôm nay. Chúng tôi xin cầu chúc quý vị quan khách dồi dào sức khỏe, cầu chúc quý đồng đạo thân tâm thường an lạc, đạo quả viên dung. Đến đây, chúng tôi xin tuyên bố bế mạc buổi thuyết giảng giáo lý hôm nay. Xin trân trọng kính chào Nam Mô A Di Đà Phật. Và để tiếp theo chương trình đến phần nghi thức bế mạc, vậy chúng tôi xin trân trọng kính mời quý đồng đạo hãy đứng lên hướng về lễ đài để làm lễ nghi thức tôn giáo. Và một phút trang nghiêm kính lễ Đức Phật. Cảnh thôi, kính lễ Đức Thầy. Cảnh thôi. Dạ thưa xong, buổi thuyết giảng đến đây đã viên mãn. Nào ai là cuối kính dương trước cụ quyền đầu cho
lòng thề. Nam mô Nguyên A Di Đà Phật. Chỉ gốc tu hiền tạo hữu duy. Nam mô A Di Đà Phật. Mở lời đứng lên kính một giá, đứng ngay thẳng cái tay và nguyện tiếp cúi đầu lại tạ tổ tông, báo ơn xin giữ dài câu nhọc nhằn, dài cô xin giữ đạo hành, cung đầu cung tổ chiêu thân thần tài, nguyện làm cho đẹp mặt mày, pháp lên bộ lại liên đài được lên, mong nhà đức đã về khen, tổ tông đi cầu giữ bền tổ tông đồng giá về miền núi lại tạ nguyện bố lại. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô